Bom mến chào tất cả các cô chú, anh chị, các bạn và các em nha. Hôm nay thì Bom mời tất cả các cô chú, anh chị, các bạn và các em hãy cùng tham quan một cái chợ đêm của Thái Lan, hội chợ ẩm thực của Thái Lan. Thì cái chợ đêm Thái Lan này á, nó nằm ở phía trong của Aeon siêu thị Nhật, siêu thị ở gần nhà Mơ. Và hôm nay thì mình đi đến tham quan, nó chỉ có mở vài ngày, một tuần thôi các bạn. Và mơ đi đến tham quan cùng với gia đình mơ nha. Mình đi với hai bé nè. Và mơ đi cái tầm giờ này là 7 giờ tối, có nghĩa là cái giờ tăng tầm, giờ tăng làm đó các bạn. Cho nên rất là đông người luôn. Thì người ta đến đây người ta đi chợ, và đi chợ đêm, và người ta mua đồ ăn luôn, ăn tối luôn, không cần phải nấu đó các bạn. Nên các bạn xem rất là đông luôn, và có rất là nhiều mặt hàng. Thì Thái Lan Food thì các bạn biết, Thái Lan Food thì các bạn biết là những mặt hàng nào, ví dụ như tôm yum hay là những cái mặt hàng ăn vặt đồ có đầy đủ ở đây. Và mình nói luôn thì anh đây á, không có thấy người Thái bán mà là người Mã Lai bán nha các bạn. Có nghĩa là mở ở trong nước, cho nên đa số là người Mã bán hoặc là người Thái thì cũng là đạo hồi hay sao đó. Mà đa số là mình thấy người Mã nè, như các bạn thấy là người ta đeo khăn trùm đầu đó. Và đây là có một số mặt hàng nè, đây là ghẹ rang đó các bạn, rang với cái nhiều cái khẩu vị khác nhau. Và cái giá thì nó là 100 rang đó, nó là 10 viên đó các bạn. Và mơ cũng đi đến đây mà mua thử 100 gram 10 riêng là được bao nhiêu đây nha các bạn. Và có một điều mà mơ cảm nhận á, mơ cảm nhận ở đây á, là cái tâm lý mình đi chợ đêm, cái thứ nhất là bán đồ rẻ, cái thứ hai nữa là bán rất là nhiều mặt hàng đa dạng phong phú khác nhau, đúng không? Thì khi mà mơ đặt chân đến chợ đêm, ở chợ đêm của Thái Lan này á, thì cũng có rất là nhiều mặt hàng đa dạng phong phú. Và nhưng mà nó không rẻ nếu như so với cái giá cả trước đây nha các bạn. Thì sau khi dịch rồi á, cho đến bây giờ thì Malaysia đã mở cửa ra lại bình thường, và không bắt buộc các bạn phải đeo khẩu trang. Nếu bạn thích thì bạn đeo, và bạn không thích thì bạn không đeo thì cũng không sao. Bây giờ đã không còn bắt buộc nữa. Và với cái mức giá, ví dụ như trước đây mà khi mà mới đi chợ đêm, thì nó có những cái mặt hàng mình có thể là mua với giá 1 riêng, là có nghĩa là hơn 5.000 tiền Việt Nam của mình, hoặc là 2 riêng, 3 riêng, 5 riêng, tùy theo cái mặt hàng mà mình mua nha. Nhưng mà khi mơ đặt chân vào ở trong cái chợ đêm Thái Lan ngày hôm nay thì không có cái mặt hàng mà 1 riêng, 2 riêng, 3 riêng nha các bạn. Cũng có những cái mặt hàng loại 5 riêng nhưng mà rất ít, đa số là từ 8 riêng, 10 riêng thôi. Có nghĩa là một cái phần ăn đơn giản của các bạn thôi là cũng có cái giá 40 mấy ngàn tiền Việt Nam của mình. Đó là 8 riêng, và 50 mấy ngàn tiền Việt Nam của mình là cái mức giá 10 riêng. Đó là chỉ là một cái mức ăn bình thường thôi nha các bạn. Còn nếu như mà các bạn ăn đặc biệt hơn nữa thì cái tầm 15 riêng hoặc là 20 riêng thì cũng có nha. Và đây thì cũng có, như các bạn xem là có rất là nhiều người, và có rất là nhiều mặt hàng, coi như là cái nào cũng bắt mắt, cái nào cũng mua ăn hết, đúng không? Thực sự thì là hội chợ Thái Lan, là chợ đêm của Thái Lan, ẩm thực Thái Lan, cho nên đồ Thái thì nó rất là cay. Mơ nghĩ là như vậy, nên trước khi đi ở đây thì ở nhà thì cũng đã có ăn nhẹ cho mấy bé nhà mơ rồi. Và đến đây thì mơ cũng đi dạo một vòng cho các bạn xem, và mơ cũng mua vài đồ ăn vặt để mà ăn vặt cho vui thôi, chứ không phải là bữa ăn chính của mơ. Chủ yếu là mơ đi đến đây để mơ quay cho các bạn xem thôi nha. Đây, Malaysia Thailand Halal Food, có nghĩa là cái thực phẩm này, Thái Lan food này, không có halal, có nghĩa là không có thịt heo nha các bạn. Khi các bạn đến Malaysia mà khi bạn bước chân vào một cái nhà hàng quán ăn nào đó mà có để chữ halal, có nghĩa là chỗ đó sẽ không bán thịt heo, và người đạo hồi thì có thể sử dụng được đó, các bạn có thể ăn được nha. Có rất là nhiều mặt hàng. Đây, như đây là khu này là cái bánh ngọt nè các bạn. Đây là tàu phu,
Đây là cái dạng như rô chả, có nghĩa là trái cây trộn với các bạn, trái cây trộn hoặc là những cái loại đồ chiên đồ này kia trộn chung với nhau đó các bạn. Nói chung là người ta bán sẵn vậy đó, một hộp đó là 10 viên nha các bạn. Đó mình nói các bạn xem á, là một phần ăn là từ 10 viên đến 8 viên, 8 viên là ít thấy luôn á, từ 10 viên trở lên không đó. Còn đây là cái dạng hàng ăn vặt là xúc xích hay này kia nè. Đi dạo dạo một vòng thì bé nhà Mơ là muốn ăn ăn kẹo, và Mơ thấy là kẹo này nó có sô cô la nè, hấp dẫn quá nên mua cho mấy bé nhà Mơ. Và Mơ hỏi giá thì là ba cây như vậy là 10 riên, có nghĩa là khoảng 50 mấy ngàn tiền Việt Nam của mình đó các bạn. Này cái bình này là cái bình sô cô la nè. Khi mà mình mua đây, người ta lấy những cái que kẹo và người ta hứng lên. Cái bạn này rất là dễ thương, kêu là hãy quay cái này à, mình mà lấy sô cô la cho bạn quay nhìn cho nó đẹp. Bạn này nhìn rất là dễ thương luôn. Bạn này mình cũng không biết là người gì, nhưng mà không phải là người Mã Lai đâu bạn, không phải người Mã Lai đâu nha các bạn, không biết là người gì nữa. Đây ba cây kẹo như vậy là 10 riên nha các bạn, có sô cô la cho bé nhà mình. Nói chung là ăn vặt cho vui. Cái tháp sô cô la này nhìn hay ha, tháp kẹo sô cô la. Don't touch the chocolate, you know? Okay? Nó có rất là nhiều mặt hàng và nó có nhiều cái gian hàng khác nhau, như đây là hàng bánh ngọt. So với Mơ á, thì ẩm thực của Trung Hoa thì ẩm thực của Chinese thì nó hợp khẩu vị với Mơ hơn, tại vì Mơ ăn nhạt hơn. Còn đối với mà ẩm thực của Malaysia food thì so với Mơ thì nó hơi đậm vị một chút. Ví dụ về bánh kẹo thì nó hơi ngọt hơn so với Mơ, và về đồ ăn bình thường thì nó hơi đậm vị, nó hơi mặn hơn so với Mơ. Nhà Mơ thì ăn nhạt hơn. Ở đây thì là tiệm sâm này các bạn. Đây là khu bán thịt bò riêng, và ở đây là bánh ngọt, có rất là nhiều loại bánh ngọt luôn, các bạn tha hồ mà lựa chọn. Đây là xúc xích. Và các bạn xem đây, nếu mà bạn nào là mê về ẩm thực, các bạn nhìn là biết Thái Lan thì cũng quay tới quay lui thì bao nhiêu món đó thôi các bạn ha. Mơ thì ăn đồ Thái, nếu như mà khi mà ăn đồ Thái, Mơ sẽ không bao giờ bỏ qua tôm yum hay là bát Thái, hoặc là cơm cơm xoài đó các bạn. Thì đó là những cái món mà đặc trưng của về cái món Thái đúng không? Gỏi đu đủ này kia, đó là những cái đặc trưng nói về món Thái là ai cũng biết những cái món đó đúng không? Và cái đêm này ở chợ này thì bán chỉ có được vài hạt thôi, chủ yếu á là đây các bạn xem, cái chỗ này là phở xào. Bạn này xào phở bình thường thôi mà nó cũng lửa nó cháy cao đến như vậy luôn. Mơ thì mơ cũng thích ăn phở xào lắm. Phở xào bên đây người ta thường xào với tôm nè, với lại giá đó các bạn, rất là thơm, với lại xào huyết đó các bạn, rất là thơm luôn.
Và ở đây thì có một vài đồ để cho mấy bé. Cái gian hàng này là những cái trái cây ngâm nè các bạn, chua chua ngọt ngọt nè. Đây là kiwi. Nói chung mấy bạn thích thì cũng có thể mua về một cái một ít để mà mình thử nghiệm đúng không? Bình thường là tám hay xem tivi thì ăn cũng rất là vui. Và cái khu này thì khu bác Thái nè, cũng rất nhiều người lựa chọn, mát và thanh nhẹ. Nói chung thường mình đi chợ đêm á, cái tâm lý là chợ đêm nó rẻ là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó nhiều mặt hàng, nhiều cái gian hàng bán đồ ăn uống mà rất hợp với khẩu vị của mình. Đó là cái thứ hai. Thứ ba nữa là rất là đông người đi thì nó cũng vui thôi đúng không? Và thực sự thì ở đây bán không thiếu cái gì hết đó các bạn. Từ đồ ăn mặn ngọt ngọt hay là đồ chay, gian hàng chay cũng có luôn, không có thiếu gì hết. Và đây là một cái chỗ bán kem dừa hoặc là sinh tố dừa, những cái ly mà cao cao trắng trắng này là sinh tố dừa. Và cái ống dừa bên kia là kem dừa nha các bạn. Và mơ thì mơ cũng bon chen và cũng muốn ăn kem dừa. Kem dừa có nghĩa là nửa trái dừa thôi. Nửa trái dừa nó bổ ra thì phía dưới lại cũng có dừa nha. Và đây là có những cái topping ăn kèm nè các bạn. Khi mình mua kem dừa, đây kem dừa của mơ đây, là được 3 cục kem và một phần kem như vậy là 8 rin, là hơn 40 mấy ngàn tiền Việt Nam của mình nha. Như mơ đưa 10 rin và người ta thối lại cho mơ 2 rin nè. Và đây là những cái topping ăn kèm. Các bạn thích ăn cái gì thì các bạn để lên. Thật ra những cái topping này cũng rất là dễ ăn nè. Để lên két nha, mấy cái loại này để lên két nha các bạn. Mơ thì cái nào mà cũng lấy hết, lấy cái chút để mơ thử, tại vì nhà mơ cũng có mấy bé thích ăn đó mà. Nói chung kem thì ăn cũng được, cũng ngon đó các bạn. Và có những cái topping như cái này là đậu phộng nè, đậu phộng rang nè. Đây mình để lên thì nó nhìn nó cũng hấp dẫn ha. Một phần như vậy là 40 mấy ngàn thì tính ra cũng được, chứ cũng không phải là đắt đúng không? Đây có rất là nhiều topping luôn, để lên trên như vậy nhìn có hấp dẫn ha. Là vì ra cái giờ tan tầm và người ta đi làm về thì ghé vô đây tham quan, mua đồ ăn luôn, chứ không có cần phải nấu. Tại vì hội chợ này là ẩm thực này cũng không phải là thường xuyên mở đó, cho nên người ta đi rất là đông đó các bạn. Mở từ chiều, xong rồi 5 giờ chiều á. Mở từ 5 giờ chiều rồi, 5 giờ chiều là đã mở thì tầm khoảng 11, 12 giờ đêm mới là đóng đó các bạn. Đây cái này là ghẹ rang này, giống như lúc nãy mơ nói. Và sau khi đi một vòng á thì mơ dừng lại kiếm chỗ để mà mình thưởng thức. Tại vì đã ăn nhẹ ở nhà rồi cho nên vào đây thì chủ yếu là ăn vặt thôi và đi tham quan thôi. Mấy bé nhà mơ thì ăn kẹo sô-cô-la nè. Còn đây là cái phần ghẹ mà mơ mua lúc nãy nè. Thật sự á, thật ra mà nói ăn cái món ghẹ này á, là phải ăn nóng giòn nó mới ngon nha các bạn. Đây là cái không gian ở phía trên. Và rất là đông cho nên mình không có tìm được cái bàn ngồi nào hết á. Cho nên tìm một cái bàn đứng như vậy là đứng ăn thôi. Và ăn thì phải có uống đúng không các bạn? Đây một ly trà sữa. Thì các bạn xem trà sữa này, trà sữa này là trà sữa đặc biệt của Thái nha các bạn. Thì một ly như này là 8 ly là 40 mấy ngàn tiền Việt Nam của mình á.
một cái ly trà sữa rất là đậm đặc. Trà nó rất là đậm mà sữa nó cũng rất là ngọt luôn. Macam-macam lah ya. Kesemuanya 8 buah toli. Ya, ya, mo ya. Kita serahkan pada malam misteri dan insyaallah yang sudah menyumbang. Abu kan dah. Kita sedang ekstrim lagi, hong. Và đây. Và sau khi dạo một vòng cho tất cả các cô chú, anh chị, các bạn cùng tham quan à, và bây giờ thì Mơ đã dạo xong một vòng và cũng đã ăn uống xong rồi và Mơ cũng quay cho các bạn xem. Và Mơ cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị, các bạn và các em đã cùng Mơ tham quan hết cái ẩm thực Thái Lan chợ đêm ngày hôm nay nha. Mơ muốn chúc tất cả thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống nhé. À, nếu như các bạn yêu thích, xin vui lòng hãy tặng cho mình một lượt thích cũng như một lượt đăng ký kênh và nhớ nhấn vào chuông để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mình ra video mới nha.